Đây, Nhung đang ở mảnh đất Sóc Sơn. Cái gì nhỉ? Ở đây là cái gì Sóc Sơn? Sơn Đồng. Sơn Đồng Tân Minh. Sơn Đồng. Sơn Đồng Tân Minh. À, Xuân Đồng Tân Minh, Sóc Sơn. Rồi, nhà cửa san sát rồi, xây hết cả rồi này. Tất nhiên là cũng gần cánh đồng. Cánh đồng ngô cho nó mát. Đây. Tường bao đây này, đấy thì sẽ chia thành ba ô thì đây cái ô ở giữa là cái ô 68m này, cái ô đầu tiên là ô 59 này, còn cái ô cuối cùng là nó nhiều hơn 71m hay sao, 71m rưỡi đấy. Thì đường đây thực ra thì nói chung cũng không phải là to nhưng mà cũng không phải quá nhỏ, là cũng taxi 4 chỗ là và cũng vào được. Ôi, anh ở vào lùi được. Thành chưa về ấy. Đấy, xung quanh là nhà cửa san sát rồi đây này. Đây là bạn Lý bạn đưa đến đây. À. Nhà bác này có mấy cây hồng đẹp quá nhỉ? Đây, cây hồng leo này đẹp không này, đấy. Ôi thích cái cánh đồng ngô này ghê.